Như Huỳnh xin giới thiệu một số cây mai giống bên vườn của em. Đây chính là mai cúc tư long, phơm hoa rất là đẹp. Cây ghép hiện tại bây giờ cao cũng tầm từ 4 tấc cho đến 4 tấc rưỡi, được ghép với những gốc quấn đế rất là đẹp, 70.000 một cây, 4 cây Huỳnh bao ship. Còn đây chính là mai dảo tự xoắn, hay còn gọi là mai dảo quắn. Có nhiều quý khách thắc mắc rằng là mình lấy dây kẽm mình quấn hay là nó ra đọt non tự nó xoăn. Thì quý khách ơi, đây là một dòng mai dảo lạ. Khi mà nó ra đọt non thì tự nó sẽ quăng quăng quăng. Và loại này á thì chỉ có ghép nó mới quăng thôi. Còn nếu như chúng ta ươm hạt từ cái hoa dảo thì nó sẽ không có được xoăn như thế này. Và dòng mai này hiện tại bây giờ nó có hoa là tầm từ 7 cho tới 12 cánh. Cây cao trung bình tầm từ 37 cho tới là 40-45cm. Có chèo nhánh để cho chúng ta có thể lấy bo ghép vào những cây mai phôi, hoặc có thể trồng đất như là một cây zin. Và đây là một nghệ thuật tạo hóa ban cho cây mai dảo tự xoắn cả nhà ơi. 125.000 một cây, 2 cây là quỳnh bao ship. Nếu như quý khách lấy 10 cây, em sẽ tặng cho quý khách là một cây. Đế nó rất là đẹp luôn nha, đủ kiểu luôn. Tiếp theo là lô mai cúc thọ hương, lá màu xanh, hoa màu vàng. Lô này em Huỳnh ghép những cái gốc rất là khỏe luôn, đế đẹp. Hoa nó vàng như thế này nè cả nhà, hoa chùm nha. Và chính vì cây nó đang xanh tươi mập mạp như thế này thì mình có thể lấy bo mình ghép nó đạt chất lượng nha cả nhà. 90.000 một cây, 3 cây là Huỳnh bao ship, 10 cây tặng 1. Cây bây giờ cao tầm khoảng cỡ 45 cho đến là 55cm. Nó cũng có một ít chèo nha cả nhà. Bên cạnh thì quý khách có thể là trồng đất cũng rất là thích hợp. À và mới hơn nữa, đây chính là dòng mai cúc thọ hương đột biến lá cẩm thạch cả nhà ơi. Hoa vẫn màu vàng nhưng mà thêm là cái lá của nó cẩm thạch hồng hồng trắng trắng xanh xanh nè. Cây này là giống mai mới nên hiện tại bên Quỳnh nó chỉ khoảng tầm từ 25 cho tới là 30cm. Mặc dù vậy thì nó có vẫn có chèo, có nhánh nè, cây cực kỳ khỏe. Được ghép với những cái gốc mai quấn rễ, đế đẹp, lò xo bí quái. 150.000 một cây, 2 cây là Huỳnh bao ship, 10 cây là em tặng 1. Chính vì là giống mai mới nên cây nó chưa có bự nha cả nhà ơi. Chịu khó chăm thêm và cả nhà chỉ cần để như thế này, tưới dưỡng rễ dùm cho em N3M ha, hoặc là rót hàng tuần. Ở lá thì mình xịt chăm bông hoặc là men rosette. Rồi chỉ đơn giản như vậy thôi, không cần phải thay giá thể. Khách hay hỏi Quỳnh đại lộc cánh sen nè cả nhà, thì loại này là 100.000 một cây. Nó lúc mà nó đang nở búp búp á thì nó có vài cái cánh á, là màu xanh, còn khi nở rộ thì là màu vàng. Ai thích thì sưu tầm loại này. Còn đây chính là cúc Tây Thi. Trời ơi, hôm nay nó nở quá trời luôn cả nhà ơi. Hoa là hoa chùm như thế này nha. Cây này cao bây giờ cũng tầm khoảng là 4-5 tấc cả nhà. Mình có thể lấy được chèo nè. Và đây là dòng mai cực kỳ đẹp luôn, phơm hoa to vung. Rồi cây là 100.000 một cây, 3 cây là quỳnh bao ship, 10 cây là em tặng 1. Được ghép bởi những cái gốc là lò xo nè, gốc quái ha. Cây quá trời nụ luôn, một ít nụ nhỏ nhỏ, còn một số thì nó có lên búp nè cả nhà. Rồi, đây là dòng mai mới thì thường á, là Quỳnh sẽ ghép với những cái gốc quấn rễ như thế này. Đó, lớn và ít hôm nữa nó sẽ liền cốt như cây zin. Và loại những loại này thì không có ương hạt cả nhà ơi. Ghép nó mới chuẩn mặt hoa nha. Cuối cùng đây chính là đại lộc. Có một ít thì Quỳnh có lãi lá để kiểm tra được mặt hoa nè. Nhưng mà còn một số thì Quỳnh không có lãi, chưa có lãi lá. Đến với đại lộc thì mọi người ơi, mình chuẩn bị tinh thần là có thể nó bị đốc 5 cánh và có thể là nó được nhiều cánh, bởi vì đây chính là một cái đặc tính không thể thay đổi của đại lộc. 100.000 một cây, 4 cây em Quỳnh bao ship và 10 cây em tặng 1. Và rồi, ai thích dòng mai nào thì có thể alo cho em. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.